Ví dụ mình gặp một người đàn ông mới gặp mà qua đêm đầu mà mình lên giường liền, thì người đàn ông testosterone cũng lên cao đó. Đây là ông John Gray ông nói, họ cũng lên cao, họ cũng yêu. Nhưng mà yêu ai? Yêu chính tôi, vì hôm nay tôi đã đạt được cô đó rồi đó, dễ mà, chưa chi cô đã lên giường với tôi rồi. Họ sẽ yêu chính họ, chứ họ không phải yêu mình. Kỳ Duyên xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay Kỳ Duyên có một đề tài nói chuyện mà Kỳ Duyên muốn riêng tặng cho các chị em phụ nữ nhân ngày 8 tháng 3. Và đề tài đó là làm cách nào để chinh phục được người đàn ông. Nghe tới như vậy là Kỳ Duyên biết là chắc là các bạn là phải lắng tai nghe phải không? Thật ra cái bí quyết để chinh phục người đàn ông là chúng ta không làm gì cả. Và cái bí quyết là phải để người đàn ông chinh phục chúng ta. Thật sự thưa quý vị, đây cũng không phải là cái bí quyết mà Kỳ Duyên tự nghĩ ra, mà phải nói rằng Kỳ Duyên cũng như rất nhiều chị em phụ nữ đã từng thất bại rất nhiều lần trong tình trường. Và vì qua nhiều lần thất bại đó thì Kỳ Duyên muốn học hỏi thêm. Kỳ Duyên nghiên cứu từ đọc sách tới nghe những bài giảng trên YouTube. Và mới gần đây thì Kỳ Duyên nghe được một bài nói chuyện mà đối với Kỳ Duyên nó như là nó mở ra như là có một cái ánh đèn hay là có một cái ánh sáng nào mà nó khai mở được cái sự hiểu biết của Duyên. Vì vậy hôm nay Duyên muốn chia sẻ lại cho tất cả các chị em phụ nữ. Thưa quý vị, đó là một cái bài nói chuyện của ông John Gray. Ông John Gray là một người bác sĩ về tâm lý học. Và ông là một người viết cuốn sách mà Kỳ Duyên nghĩ là ở đây rất nhiều người biết, vì Kỳ Duyên tin rằng cuốn sách đó có dịch ra tiếng Việt rồi. Cuốn sách gọi là Men Are From Mars, Women Are From Venus. Cuốn sách nói về cái sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Và thưa quý vị, ông John Gray đó, là sách của ông là hiện giờ đã được dịch ra bao nhiêu thứ tiếng. Ông đã bán được cả là 100 triệu cuốn sách. Và cuốn sách đó của ông đã được ghi nhận là một trong 50 cuốn sách có sự ảnh hưởng lớn nhất ở trong thế kỷ vừa qua. Và thưa quý vị, cuốn sách đó Kỳ Duyên cũng chỉ đọc sau khi mình đi qua cái cuộc tình tan vỡ. Và đọc xong thì Kỳ Duyên mới nghĩ rằng phải chi trước đây mình biết những cái bí quyết, những cái bài học đó, mình hiểu được cái tâm lý của cái sự khác biệt giữa người đàn bà và người đàn ông, thì có thể mình đã tránh được cái sự tan vỡ đó rồi. Nên hôm nay Kỳ Duyên muốn nói chuyện với quý vị là qua những cái gì mình học hỏi được, qua chính những cái tan vỡ, những cái khó khăn của bản thân, để hôm nay Kỳ Duyên nghĩ là Kỳ Duyên có được cái sự hiểu biết hơn. Thì trong cái bài nói chuyện của ông John Gray thì ông nói về cái sự khác biệt giữa đàn ông đàn bà. Và đây khác biệt không phải chỉ vì tính tình, mà khác biệt từ trong cái gọi là cái biology, cái con người của chúng ta. Thì cái khác biệt đầu tiên là sao? Đàn ông sẽ có cái hormone testosterone cao gấp 10 lần đàn bà. Đàn bà thì có cái hormone estrogen, nó sẽ cao gấp 10 lần của đàn ông. Và cái sự khác biệt nó đưa đến thế nào? Vì người đàn ông có cái testosterone thì những cái việc gì làm để cho tăng cường cái testosterone của họ? Đàn ông sẽ được tăng cường testosterone khi họ làm những cái việc gì khó khăn, khi họ chinh phục được cái sự khó khăn đó, khi họ vượt qua thì họ cảm thấy tôi rất là đàn ông. Vì vậy quý vị thấy là thường thường đàn ông họ ưa lựa những cái chuyện khó khăn ở trên đời, những cái gì mà từ cái học thức, cái mà xây dựng cho sự nghiệp, ngay cả chiến tranh, ngay cả những cái gì nó cần khắc phục. Điển hình là ví dụ như đàn ông nào mà họ mê thể thao thì quý vị sẽ thấy là khi cái đội của họ thắng thì họ sẽ rất là cảm thấy vui vẻ, rất là cảm thấy nghĩa là yêu đời. Đó là những lúc mà cái testosterone của họ đang lên cao. Thì khi cái testosterone của họ lên cao, họ sẽ cảm thấy vui vẻ, họ sẽ cảm thấy yêu đời, và
họ yêu luôn cái người bạn đời ở bên cạnh của mình. Khi cái người đàn ông của mình họ cảm thấy buồn phiền, họ cảm thấy nản, họ cảm thấy họ không thành công trong công việc hay trong cái sự việc họ làm, thì tự nhiên chúng ta sẽ nói là họ thấy xìu. Mà cái xìu ở đây là xìu mọi mặt nha quý vị nha. Họ sẽ không có cảm thấy sung sướng một cách tự nhiên. Đó là về cái phía của đàn ông. Còn người phụ nữ của mình thì sao? Khi cái estrogen mình nó lên cao, nó sẽ làm cho mình cảm thấy dịu dàng, vui vẻ, dễ thương, hiền hòa hơn. Cái mà khó khăn ở trong cuộc đời này đó, hồi xưa cái thời mà ông bà của mình đó, thì các bạn nhớ rằng người đàn ông sẽ đi ra đường làm tiền mang về, người đàn ông làm chủ của gia đình, người phụ nữ là ở trong nhà nấu cơm, nấu nước, lo gia đình và chồng đi làm đưa tiền về. Thì ở cái xã hội đó nó chia ra cái vai đàn ông, đàn bà rất là rõ rệt. Xã hội bây giờ vì người phụ nữ cũng phải đi ra ngoài, cũng phải bươn trải, có nghĩa là nếu quý vị là single mom như Kỳ Duyên thì mình phải biết là cái test, tại vì đàn ông hay đàn bà đều có hai cái hormone đó ở trong cơ thể của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta làm cái gì cần tới sự tính toán trong đầu óc, tính toán cho cuộc sống, bảo vệ con cái, cái đó là cái testosterone của mình nó đã lên cao rồi. Thì khi nó lên cao, mình đang trong cái đầu óc mình tính toán, mình cần bươn trải, mình cần ngồi họp trong phòng họp, tự nhiên mình lại không muốn có những cái sự mềm mại. Nếu quý vị phụ nữ, không biết là hỏi Kỳ Duyên có đúng không, một ngày mình đi làm về mệt, mình ở trong phòng họp, mình phải bươn trải về. Thật sự ra nếu mà nói tới cái chuyện gần gũi ở chăn gối, mình cũng quá mệt, mình stress out. Và cái đó là cái chuyện là thôi bỏ quên cái chuyện đó đi. Và khi mà trong cái cuộc tình mà nó muốn hạnh phúc đó, thì cả hai bên, đàn ông và đàn bà, đều phải muốn tự nhiên gặp nhau trong một cái sự vui vẻ. Thì trở lại đây, thứ nhất là khi người phụ nữ có cái testosterone cao, vì mình ra đời vậy, mình sẽ không có cái nhẹ nhàng, cái phụ nữ, cái mà gọi là cái phụ nữ để mà nó thu hút đàn ông một cái cách tự nhiên. Thì vì vậy, đây là cái câu chuyện dẫn đến là khi chúng ta muốn chinh phục một người đàn ông thì thật sự là mình phải làm y như các cụ thời xưa đã dạy mình. Người ta nói là những cái câu mà Kỳ Duyên còn nhớ là phải treo cao giá ngọc, phải làm cao, phải làm khó. Hồi xưa thì các cụ nghĩ là phải giữ cái gì giá ngọc cành vàng rồi. Nhưng mà bây giờ thật sự nói tới đời sống bây giờ, cái chữ chinh tiết nó không còn quan trọng như hồi xưa. Và bây giờ nếu mà chúng ta nói là trước khi lập gia đình mà mình có cái quan hệ với một người đàn ông, xã hội cũng không có lên án và cho là cái sự đó sai lầm. Mà có còn nhiều nơi họ có nói tất nhiên trước khi lập gia đình chúng ta cũng nên thử lửa, cũng như là mình mua chiếc xe mình phải lái thử một vòng, thì trước khi lập gia đình những cái chuyện chăn gối đó nó cũng cần thiết. Tuy nhiên nếu cái sự cho đi của mình nó quá sớm và nó quá dễ thì nó sẽ đưa đến cái trường hợp là người đàn ông sẽ chán mình rất là mau. Vì các bạn nên nhớ, người đàn ông họ cần cái testosterone của họ nó lên cao. Vì vậy mình phải hơi ngừng lại, mình phải hơi khó khăn. Đây không có phải là làm khó quá thì, nhưng mà mình phải đợi đúng cái lúc. Mình phải, ví dụ mình gặp một người đàn ông mới gặp mà qua đêm đầu mà mình lên giường liền thì người đàn ông testosterone cũng lên cao đó. Đây là ông John Gray ông nói, họ cũng lên cao, họ cũng yêu, nhưng mà yêu ai? Yêu chính tôi, vì hôm nay tôi đã đạt được cô đó rồi đó, dễ mà chưa chi cô đã lên giường với tôi rồi. Họ sẽ yêu chính họ, chứ họ không phải yêu mình. Thành ra có những cái câu dạy của các cụ hồi xưa mà bây giờ Kỳ Duyên khám phá ra nó kết hợp với những cái khoa học chứng minh ngày nay, thì Kỳ Duyên mới thấy mình vẫn phải giữ kẻ. Mình phải đợi cho tới khi nào mà mình cảm thấy là người đàn ông đã hiểu được mình, đã có cái cảm tình thật sự, hiểu được đầu óc mình, hiểu được con người mình, và họ cảm mến mình thật. Ok, lúc đó, vì
tôi muốn cho anh hơn, thì cái sự mà mình gần gũi cái người đàn ông đó, họ sẽ cảm thấy là à, đây là một món quà tôi được, đây là tôi khó khăn lắm, tôi phải chinh phục, tôi phải mời đi mời lại, tôi phải chứng tỏ thế này thế nọ. Cũng như là cái công việc làm, người đàn ông sẽ cảm thấy rất là sung sướng khi họ được làm một cái việc gì khó khăn, khi họ chinh phục được, dù là cái việc đó quý vị thấy trong thương trường, trong business, trong thể thao, trong tất cả những cái gì mà nó khó. Vì vậy chúng ta chỉ thấy là rất nhiều những người đàn ông thích leo núi. Vì sao? Vì cái sự đó rất là khó. Tôi thích leo lên cái núi vì tôi chinh phục được ở đây. Mình thấy những cái gì khó khăn nhất ở trên đời, phần đông là đàn ông. Đàn ông sẽ leo một cái núi rất cao không cần dây lên tới đỉnh. Đàn ông là những người sẽ nhảy dù, sẽ chơi những cái trò rất mạnh bạo. Có, phụ nữ cũng có chứ không phải không, nhưng mà cái tỷ lệ nó rất ít so với đàn ông. Vì vậy, ngay cả ở trong những quan hệ mình gần gũi rồi, người phụ nữ chúng ta thì bao giờ cũng thích lo cho người đàn ông. Kỳ Duyên nói chuyện với rất nhiều những người bạn ở phương Tây, chẳng hạn như mới về đây xin có một anh bạn đến người ngoại quốc và anh quen một cô gái ở Việt Nam mới quen thôi. Nhưng mà cái mà anh đang ngồi nói chuyện với Duyên rồi, anh bệnh rồi, cô đó kiểu gọi điện thoại, anh cúp xuống và anh than với Duyên là tôi mới quen với cô này mà cô cứ làm như tôi là con nít không biết lo. Bây giờ nếu mà tôi nói tôi bệnh đó, từ sáng giờ cô đòi mang cơm mang nước sang giúp tôi mà tôi đâu có cần cái đó. Và những cái đó làm cho những người đàn ông họ chán. Tại vì có lẽ là cô đó chưa chinh phục được cái đầu óc của anh này. Cô đó đã đến gần rất mau và đã nghĩ là tôi phải chinh phục bằng cách tôi lo cho anh tôi bưng cơm nước. Nhưng vô hình chung nó lại làm cái sự đó quá dễ và người đàn ông cảm thấy nhàm chán. Một cái ví dụ nữa, xin có thể nói thật, những người phụ nữ ai mà có chồng mình hay ông xã lén phén có bồ, có vợ bé, tại sao trong xã hội của mình cũng gọi à, đó là con mèo đó, ông đó có mèo. Thì nếu quý vị nuôi mèo rồi, quý vị sẽ biết Kỳ Duyên có con mèo mà. Có nghĩa là con mèo nó khác con chó. Con chó mà sáng dậy mở cửa ra là con thương mẹ quá chạy tới lâu xong. Con mèo nó ống ao mèo lắm. Đôi khi lâu lâu đó nó tự nó thích thì nó lại, nó cuốn éo, nó vuốt chung quanh chân mình, nó cảm. Ồ, chính Kỳ Duyên, vì Kỳ Duyên vừa nuôi mèo vừa nuôi chó, Kỳ Duyên cảm thấy ồ quý hơn. Tại mèo này kêu nó đâu có lại, nhiều khi nó nằm cách xa mình thôi, mình kêu ôn đi lại đây. Anh ống ao quay là anh liếc mình vậy nè, xong rồi liếc đi, không thèm nhìn mình nửa mắt. Lâu lâu nó lại, lâu lâu nó lên lòng mình, nó uốn éo, nó là ôi dồi mình mừng lắm. Nhưng mình vuốt nó một hồi đó, không thích tự nhiên quay lại nó cào mình cái, quay lại cáu mình một cái, không cần biết lý do. Thì mình cảm thấy, bởi vậy nó gọi là mèo. Tại vì sao mèo nó ống a ống mèo, nó bắt cái người chủ nó bắt cái người đàn ông tới phải quà cáp, phải chiều tôi, phải ông a ông mẹ. Còn người vợ ở trong gia đình, ồ chồng về là tôi lo từng ly từng tí, tôi lo quần áo. Và càng những bà vợ mà khi thấy những ông chồng của mình có người yêu khác càng muốn giữ, lại càng phải nai lưng ra lo thế này lo thế nọ, trong khi cái bên kia đó nó đang làm khó người đàn ông, nó đang ống mẹo, nó đang có anh được không, để nó bắt cái người đàn ông anh phải đi theo, anh phải canh tôi, anh phải lo mất tôi, chứ không phải tôi lo mất anh. Và đó là cái tâm lý. Và đó là nếu mà quý vị có, Kỳ Duyên cũng nói thật, những cái gì Kỳ Duyên nói không phải tự Kỳ Duyên nghĩ ra, nhưng mà đó, Kỳ Duyên nghe rất nhiều những bài nói chuyện của ông John Gray. Quý vị có thể gõ YouTube, quý vị hiểu tiếng Mỹ thì quý vị nghe ông nói chắc còn hay hơn Kỳ Duyên vạn lần. Nhưng mà cái đêm mà cái Kỳ Duyên khám phá được là cái dạy của phương Tây nó rất giống các cụ phương ta của chúng ta đã dạy từ bao nhiêu lâu nay. Và càng lớn Kỳ Duyên càng nghiệm lại những gì các cụ nói là đúng, chứ không phải là cứ nói là mình là giữ giá treo cao, cành vàng lá ngọc, hay là có một cái sự trinh tiết là đáng giá ngàn vàng. Thì lớn lên thì Kỳ Duyên nghĩ là cái đó hồi xưa cổ hủ, nhưng bây giờ càng nghiệm lại thì Kỳ Duyên thấy rất là đúng. Nó không phải đúng quá như các cụ nói, mình không phải cần như vậy,
nhưng mình vẫn phải khó khăn, mình vẫn phải khó khăn một tí ngay trong cái tình vợ chồng lâu năm. Mình vẫn phải có những cái giữ, mình vẫn phải có những cái mà đòi hỏi. Và nhất là những người phụ nữ mà mạnh mẽ như Kỳ Duyên thì bây giờ mình phải biết để mình bớt bớt mạnh lại. Mình phải biết là ở trong mình nó cũng có cái hormone estrogen, nhưng mà vì mình phải bươn trải cuộc đời, mình cũng phải ra đời, đôi khi mình về mình cũng quá đàn ông. Thành ra mình vẫn phải có những cái khéo léo, những cái nhẹ nhàng. Đúng, đàn ông ai cũng thích là phụ nữ phải có những cái nhẹ nhàng, những cái hiền hòa. Thì mình cũng thấy đó, những mèo của các ông thường thì Duyên nghĩ rằng là không phải là vo đũa cả nắm, nhưng mà các cô thì chỉ ở nhà làm cho mình xinh đẹp, làm cho mình đẹp và chờ người đàn ông đó tới, không gây lộn, không hỏi ô tại sao anh thế này thế nọ, không nắm đầu, không bắt anh thế này thế nọ cho tôi, nhưng mà nhẹ nhàng, vui vẻ. Đó là tất cả những cái mà làm cho người đàn ông quyến rũ được người đàn ông. Nhẹ nhàng, vui vẻ, khó khăn, hơi khó khăn một tí, không phải lúc nào cũng vậy. Anh mà không vậy là em cũng giận, thôi anh đi về đi, 3-4 ngày nữa anh tới. Nhưng khi anh tới thì em cũng vui vẻ. Quý vị thấy hồi xưa đọc những cái chuyện mà nụ cười của Bao Tử đó, vua nghĩa là bao nhiêu cung phi, mà chỉ vì Bao Tử lạnh lùng thôi, vua muốn mua một nụ cười mà phải là nghiêng nước nghiêng thành, chỉ vì Bao Tử khó thôi. Thì đó là những cái bài học trong lịch sử và các cụ đã nói chúng ta mà chúng ta không nghe. Thì đây, kết cuộc lại, Kỳ Duyên xin nói với nhất là những bạn trẻ, những bạn gái, các em có thể, các cháu có thể bằng tuổi như chính con của cô Kỳ Duyên, các em trẻ, các em lớn lên, thì cô cũng nói như vậy đó. Đối với những người đàn ông đến trong đời mình đừng nên bao giờ quá dễ, và mình phải nâng cao mình lên, vì chính cái sự nâng cao đó sẽ gây cái sự thu hút với những người đàn ông. Mình phải hơi khó khăn, mình phải đợi cho tới một cái lúc nào đó mình cảm thấy là họ sẵn sàng dâng trái tim cho mình, họ thật sự yêu mình, họ phải chứng tỏ là họ cần chinh phục mình chứ không phải ngược lại. Và đó là câu chuyện ngày 8 tháng 3 hôm nay. Thì Duyên hy vọng rằng chúng ta sẽ kiềm được cái hạnh phúc, và mình biết rằng là đôi khi mình cũng phải nhẹ nhàng, mình nó là sự dung hòa, đôi khi cũng phải nhẹ nhàng, nhưng cái trong cái nhẹ nhàng đó mình cũng phải biết cái giá trị của chính mình. Okay. Xin chúc mọi người một ngày phụ nữ tháng 3 thật vui vẻ. Bye.